Shop hoa lan rừng bản đồ nền. Xin chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác yêu hoa lan rừng trên toàn quốc nhé. Phiên buổi sáng nay lên cho các bác một số vài mặt hàng như là trâu, hoàng nhạn nha các bác nha. Nó bao trọn hàng rừng của huyện Buôn Đôn luôn. Nếu là thích sưu tầm mặt hàng nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là hình số 1, cái giá 200k là cây trâu này, một cây này. Nó mấy cây như thế này là hàng mùa này là hàng nói chung nó cũng chả tươi tươi mấy. Nên các bác mang về, các bác mua B1 hoặc là Hùng Nguyễn ngâm về tưới nước cho nó nha. Cây em đảm bảo với các bác nhìn rất là đẹp luôn đó. Ba cây, bốn cây này, bốn cây này bắt đầu chốt rất là đẹp. Hình số 1 cái giá 200k này, bốn cây to bằng nhau này. Đây là hình 1 này, và mùa này các bác mua về nó nhanh ra rễ nhá. Sang hình số 2 này, hình số 2 có giá 200k nữa, một cây này. Cây thứ hai này rất là to, cây này vào mùa mưa một cây 200k rồi đó. Thứ ba, ba cây to này bắt đầu chốt hình này 200k. Đây là hình số 2 nha, con yêu hình số 2 cho em. Sang hình số 3, cái giá là 200k là đơn hoàng nhạn này. Hoàng nhạn nguyên bản một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này, bảy cây này, tám cây này, chín cây này, đó, 10 cây này, đó, 11 này, 12 này, đó, 11 gốc là 12 cây tổng thể, rất là đẹp đơn này. Nó là mang về, đó, được máy dầu nguyên bản luôn. Nó bị yêu đơn này, cái giá là 200k. Đây là hình số 3. Hình số 4 là trâu khủng, trâu to này, nguyên bản rất là vip, nguyên bản khủng luôn á. Đó, một cây là mít khủng, rất là đẹp luôn. Cây rất là khủng luôn nha các anh chị nhé. Bao đẹp xịn sò luôn này. Đó, bản lá này, rất là to, cây rất là đẹp này. Cây khủng luôn. Này, trâu khủng luôn nha. Các bác xem rõ luôn này. Cây rất là khủng, cây rất là to. Nó là chốt con này 500k nguyên bản này. Về chơi Tết sang năm luôn này. Đây là hình 4 này. Đây trâu khủng nha. Trâu to này. Sao hình 5. Hình 5 có giá là 200k này. Một cây nguyên bản lá mít lá dày luôn. Bản lá rất là to. Cực kỳ đẹp này. Cây này. Một cây rời này. Hai cây rời này. Và ba cây rời. Ba cây rời một cây nguyên bản. Nó là chốt hình này 200k. Đây là hình 5 cho em nha. Đây hình 6. Hình 6 là một đơn hoàng nhạn 130k. Một cây, hai cây và ba cây. Ba cây hoàng nhạn này bắt đầu chốt hình này 130k cho em. Đây là hình số 6. Sang hình số 7 có giá là 150k, bắt đầu chưa có hàng chỉ thiên này. Hàng mít chỉ thiên, cây châu mít chỉ thiên này. Đây, một cây lá mít chỉ thiên này. Nó chỉ thẳng lên trời rất là đẹp này. 150k này, một cây lá mít chỉ thiên nha. Bắt đầu yêu hình số 7 cho em nhé. Sang hình số 8. Hình số 8, cây châu nguyên bản này. Đó, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, bốn cây nguyên bản này toàn mít này, 200k. Đây là hình số 8 cho em nha. Và tiếp tục hình số 9. Hình số 9 nha cả nhà. Thì 9 là đơn hoàng nhạn to, một cây này. Cái thứ hai này rất là to luôn. Lá này, cái thứ hai này, cái thứ ba này, cái thứ tư này, bốn cây nguyên bản hoàng nhạn này, to 200k. Nó là chốt hình 9. Và hình 10, trâu mít khủng tiếp theo. Mít rụt rịt, mít to, mít khủng luôn. Đó, bản lá này. Lá mít luôn nha các bác nha. Về cái này mà ngâm B1 cùng viện tưới thì thôi rồi. Em nói thật là đẹp nhất nách luôn á. Này, lá dày lắm. Cái lá mít, cái khủng, cái to này. Mình nó chốt con này 500k nha. Đây là hình số 10. 500k cái trâu mít khủng, lá mít này. Hình 11, mít thân dừa bản lá to này. Cũng khủng luôn. Bản lá siêu to luôn. Đó. Đây, về tưới mấy cây này em nói thật với các bác là nó thẳng tưng luôn á. Cây mít thân dừa này, cái này bản lá mít thân dừa nha, bản lá rất là to này, bản lá ngọn này nhìn rất là to. Mình chốt con to khủng này 400k này, con này 400k nha. Mình yêu hình số 11 nha. Sang hình 12, hình 12 là một cây trâu mít nguyên bản có giá 200k này, mít vàng luôn, to. Cái này sang năm chơi hoa được rồi, năm nay là hoa gồng hoa nó tàn rồi. Bên cạnh còn có cây ngô đồng kèm theo nữa. Nó là chốt hình này 200k. Đây là hình 11 nhá. Sao hình 12, đây là hình 12, em quên. Tiếp tục là hình 13. Đây là hình 12 nha các bác nha. Đó, cây to này là hình 12. Đi làm gì quê tím.
Với cái này cái gì không? Quế tím. Phải quế tím không? Này quế tím à? Ừ. Và hình 13 có giá là 200k, toàn mít đẹp luôn, một cây này là dày luôn á, hai cây này, ba cây này, cây này còn rêu rất là đẹp, ba cây lá mít này. Mà nó chốt hình này 200k. Đây là hình số 13 cho em nha. Đó, hình 13 này. Ở bên này nhỉ? Và hình 14. Đây là hình 14 là một cây to này, cây này nói chung là nó cũng bị sâu ăn mì siêu lá, nhưng mà sau này nó thay lá mới được nha các bác, nhưng mà vẫn sống, nó vẫn cho hoa nha. Cây này bắt đầu chốt 150k. Cây hình 14, cây này mà không lỗi thì em bán 250 đó. Hình 14, hình 15, hình 15 có giá 200k. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này, bảy, tám, chín cây. Chín cây này bắt đầu chốt 200k này. Đây là hình số 15, chín cây luôn nhá. Đó, và hình 16 thì cuối cùng một cây rất là to. Nói chung cây rất là to, đang có quả nha. Đó, cây này lá xếp rất là đẹp này. Cây to, cây khủng luôn á. Cây này bắt đầu chốt 200k này. Cây này năm lá rất là rụt rịt, cây rất là to. Nó mà được chốt hình này, về tưới nước em đảm bảo cái lá nó căng đẹp lắm các bác nha. Đó, cái lá nó căng rất là đẹp. Nó được chốt hình này 200k. Đây là hình 16. Đó, phiên buổi sáng nay 16 đơn hàng đấy. Các bác, cô gì chú bác nào yêu thương hàng nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhá. Em xin chào toàn thể các bác, chúc bác một ngày mới vui vẻ nhá.